Tỷ lệ người Đài Loan không muốn thống nhất với Trung Quốc gia tăng đáng kể, giữ thế chủ đạo trong xã hội. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông Biden, đã biết Đài Loan lo ngại ông thân với Trung Quốc. Financial Times, quân đội Mỹ hiểu nhầm lộ trình phát triển quân đội Trung Quốc, ra cảnh báo nhằm về nguy hiểm ở Đài Loan. Quan chức Mỹ, xung đột eo biển sẽ gây xáo trộn kinh tế toàn cầu. Chống lại máy bay tàng hình Trung Quốc, chuyên gia cho biết công nghệ radar Đài Loan dư sức đối phó. Trung Quốc ấp ủ kế hoạch hồi sinh đường băng chiến lược ở Thái Bình Dương. Ý kiến, tấn công Đài Loan vì TSMC là suy nghĩ của kẻ côn đồ và vô lại điển hình. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi mục tin Biển Hoa Đông ngày 6 tháng 5 của DKN TV và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Nefman, tiến sĩ khoa học chính trị tại Đại học California, đồng thời cũng là chuyên gia chính trị về các vấn đề về Đài Loan, cũng đã phân tích trên Twitter về biểu đồ đường thăm dò nhu cầu thống nhất với Trung Quốc của người Đài Loan. Anh nói rằng, bất kỳ bài báo nào hay thảo luận nào về chủ đề này cần phải biết rằng người Đài Loan không muốn thống nhất với Trung Quốc và Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục đe dọa thống trị Đài Loan bằng vũ lực. Cụ thể, anh đã phân tích biểu đồ đường lập trường thống nhất của người dân Đài Loan từ tháng 12 năm 1994 đến tháng 12 năm 2020, do Trung tâm Nghiên cứu Bầu cử Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan xuất bản. Theo đó, tỷ lệ thiên hướng độc lập đã tăng từ 8,0% lên đến 25,8%. Tỷ lệ độc lập càng sớm càng tốt tăng từ 3,1% lên 6,6%. Tỷ lệ thiên hướng thống nhất giảm từ 15,6% xuống còn 5,6%. Tỷ lệ thống nhất càng sớm càng tốt giảm từ 15,6% xuống còn 5,6%. Tỷ lệ giữ nguyên trạng thái rồi quyết định giảm từ 38,5% xuống 28,8%. Tỷ lệ không phản hồi giảm từ 20,5% xuống còn 6,8%. Như vậy, tỷ lệ có thiên hướng độc lập đang giữ thế chủ đạo khi đạt khoảng 32,4%, trong khi tỷ lệ có xu hướng được thống nhất là 11,2% và giữ nguyên trạng thái hai bờ eo biển là 28,8%. Về vấn đề này, Clef Nefman đã nhấn mạnh điểm đầu tiên là người Đài Loan không muốn thống nhất với Trung Quốc. Sở dĩ anh biết được điều này từ kết quả của các cuộc thăm dò do các nhà xã hội học tiến hành. Điểm thứ hai là Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên đe dọa sẽ cai trị Đài Loan bằng vũ lực, liên tục đe dọa nắm quyền kiểm soát quân sự đối với Đài Loan. Bất kể là từ quan điểm của Hoa Kỳ hay Trung Quốc, bất kỳ bài báo nào bàn về chiến tranh hoặc xâm lược, ít nhất cũng nên nhận ra hai điểm trên. Anh Nefman tiếp tục phân tích rằng, một số bài báo đang kích động sự sợ hãi của dân chúng khi định hình Đài Loan là vùng đất nguy hiểm và làm suy yếu khả năng lên tiếng của Đài Loan trước phương tiện truyền thông chính thống. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng truyền thông Nhật Bản gần đây, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Richard Armitage cảnh báo rằng nếu Trung Quốc tiếp tục bành trướng ở Hồng Kông và Biển Đông, thì chiến lược mơ hồ của Hoa Kỳ có thể sẽ chấm dứt và sau đó sẽ gửi quân đến bảo vệ Đài Loan. Ông cũng đề nghị Nhật Bản không cần cố tình khiêu khích Trung Quốc, nhưng cần giúp Đài Loan bảo đảm vị thế quốc tế của mình. Khi nói về phái đoàn được ông Biden cử đến thăm Đài Loan, ông Armitage tiết lộ rằng, ông Biden biết Đài Loan đã nói với các dân biểu đảng Cộng hòa rằng chính phủ Biden thân Trung Quốc và lo lắng rằng ông ấy sẽ không hỗ trợ Đài Loan. Tuy nhiên, ông Armitage cho biết, điều phối viên các vấn đề Ấn Độ-Thái Bình Dương Campbell đã đưa ra đề xuất về việc thăm Đài Loan với ông Biden, và ông ấy nghĩ đó cũng là một ý kiến hay. Sau đó đã để điều phối viên này tham gia phái đoàn đến thăm Đài Loan. Về việc liệu chính quyền Biden có thay đổi chính sách chiến lược mơ hồ ở eo biển Đài Loan hay không, ông Armitage cho rằng tôi nghĩ không nên thay đổi. Còn về việc liệu Mỹ có nên tăng cường quan hệ quân sự đối với Đài Loan hay không, chẳng hạn như cử tàu Mỹ đến thăm Đài Loan, ông Armitage nói, việc này là không cần thiết trong giai đoạn này, Trung Quốc có thể có các hành động cụ thể, tuy nhiên vẫn cần thêm một đoạn thời gian. Nhưng ông cũng cảnh báo rằng, nếu Trung Quốc không hành động cẩn trọng và tiếp tục vi phạm nhân quyền và chủ quyền ở Hồng Kông, Đài Loan, Biển Đông và những nơi khác, thì chiến lược mơ hồ của Hoa Kỳ cũng có thể chấm dứt. Ông Armitage chỉ ra rằng, Đài Loan không cần có ý định tuyên bố độc lập và ông cho rằng điều này là không cần thiết, bởi lẽ họ đã đạt được độc lập trên thực tế rồi và hầu hết người dân Đài Loan đều tin rằng Đài Loan có địa vị độc lập. Ngoài ra, khi nói về việc Nhật Bản nên giải quyết vấn đề Đài Loan như thế nào, ông Armitage đề nghị Nhật Bản không cần cố tình khiêu khích Trung Quốc, nhưng cần giúp Đài Loan bảo đảm vị thế quốc tế của mình, chẳng hạn như xem xét cử một số quan chức cấp cao nhất định đến thăm Đài Loan. Ông Armitage đã đến thăm Đài Loan vào giữa tháng 4 cùng với cựu thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Dodd và cựu Thứ trưởng Ngoại giao Steinberger. Reuters nhấn mạnh rằng chuyến thăm Đài Loan là không chính thức về bản chất và là để kỷ niệm 42 năm ngày thành lập đạo luật quan hệ Đài Loan. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy một tín hiệu quan trọng và cam kết của Mỹ đối với Đài Loan là khẳng định nền dân chủ của quốc đảo này. Ông Lưu Sĩ Kiệt, Giám đốc Cục Lực lượng Thời đại Quốc tế Đài Loan, phân tích rằng Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh tính chất không chính thức của phái đoàn. Trước đó, Tòa Bạch Ốc cũng đã công bố hướng dẫn trao đổi với Đài Loan và cũng nhiều lần nhấn mạnh tình trạng không chính thức. Đối với Đài Loan, điều có thể được hiểu là thiếu sót của Mỹ. Nó chứng minh rằng ông Biden đang thận trọng xử lý tình hình ở hai bờ eo biển Trung Quốc và Đài Loan. Thưa quý vị, báo cáo do phóng viên Catherine Hill của tờ Financial Times viết gần đây chỉ ra rằng những cảnh báo về nguy cơ chiến tranh ở eo biển Đài Loan đã lên mức đáng báo động. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã nghỉ hưu của Hoa Kỳ, ông Philip Hoffman đã cảnh báo rằng Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan trong 6 năm tới. Hay tờ The Economist tuần trước cũng đã nhận định rằng Đài Loan là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Hầu hết những lo lắng này đến từ việc hiểu sai một bộ tài liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, một trong những lý do chính khiến Davidson dự đoán 6 năm là do Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất mục tiêu 2027 của quân đội Trung Quốc. Một quan chức quốc phòng Mỹ gọi đây là cột mốc giữa kỳ của quá trình hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc so với năm 2035, thì cũng đã sớm hơn 8 năm. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương khóa 19 vào tháng 10 năm ngoái. Sau cuộc họp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra thông cáo bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng quân đội thế kỷ vào năm 2027. Tờ Financial Times đã chỉ ra rằng nếu nói Bắc Kinh đã thay đổi các mục tiêu từ dài hạn sang trung hạn để phát triển quân sự thì điều đó là sai lầm. Tờ South China Morning Post đã suy luận về thông cáo chung rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ xây dựng một quân đội hiện đại hóa hoàn toàn vào năm 2027. Tuy nhiên, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt ra hai mục tiêu là đạt được hiện đại hóa quân đội vào năm 2035 và chuyển nó thành một quân đội đẳng cấp thế giới vào năm 2049. Brian Owen, một nhà nghiên cứu cấp cao về chính sách quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS của Anh, cho biết một số người nói rằng mục tiêu hiện đại hóa năm 2035 đã được rút xuống là năm 2027. Điều này là không chính xác. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề cập đến sự cần thiết phải đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội, nhưng đây hầu như luôn là một tuyên bố cố định trong các tài liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến quân đội Trung Quốc. Taylor Fravel, một chuyên gia quân sự Trung Quốc tại Viện Công nghệ Massachusetts, cũng đã chỉ ra rằng các tài liệu được công bố sau thông cáo chung của phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Tiếp tục đề cập đến các mục tiêu cho năm 2035 và 2049, cho thấy hai mốc thời gian này sẽ không thay đổi. Trung Quốc đã đưa máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan hầu như mỗi ngày. Tần suất và mức độ của các hành động này ngày càng tăng. Tuy nhiên, ý định của những hành động như vậy nằm trong việc sử dụng cái gọi là chiến thuật vùng xám, đe dọa Đài Loan thay vì tiến tới một bước chiến tranh, đã tạo ra nỗi sợ hãi về nguy cơ chiến tranh ở eo biển Đài Loan và nếu không tinh ý sẽ rơi vào bẫy chiến lược của Trung Quốc. Một số chuyên gia an ninh tin rằng cảnh báo về nguy cơ chiến tranh gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là một nỗ lực nhằm kiếm ngân sách cho việc tăng cường triển khai quân sự của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nó sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của chính quyền Biden về các chính sách của Trung Quốc. Ông Kurt Campbell, người phụ trách chính sách về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dưới thời Biden, vào ngày 5 tháng 5 đã nhận định một cuộc xung đột quân sự ở eo biển Đài Loan sẽ gây xáo trộn trong nền kinh tế toàn cầu. Tại một sự kiện trực tuyến của Financial Times, ông Campbell đã nhấn mạnh rằng ảnh hưởng của một cuộc xung đột xuyên eo biển sẽ vượt xa khỏi một khuôn khổ địa lý hẹp. Ông nhận định rằng một cuộc xung đột như vậy sẽ nhanh chóng mở rộng và về cơ bản nó sẽ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, theo những cách mà tôi không nghĩ là ai cũng có thể đoán trước được. Đài Loan được nhiều người coi là điểm nóng lớn nhất giữa Mỹ và Trung Quốc và một cuộc đụng độ ở đó có thể dẫn đến một cuộc chiến quy mô lớn. Washington không bảo đảm với Đài Bắc rằng họ sẽ can thiệp trong trường hợp bị Bắc Kinh tấn công, nhưng Washington hứa sẽ cung cấp các nguồn lực như vũ khí mà hòn đảo này cần để xây dựng khả năng tự vệ. Ông Campbell vẫn theo đuổi cách tiếp cận hàng thập niên này. Khi được hỏi liệu Washington có nên áp dụng một chính sách chiến lược rõ ràng với Đài Loan hay không, ông nói, cái gọi là chiến lược mơ hồ trong bối cảnh hiện tại cung cấp cho Mỹ con đường tốt nhất để duy trì hòa bình và ổn định. Mặc dù vậy, ông Campbell nói rằng khi Bắc Kinh không phải trả giá vì trấn áp Hồng Kông, điều quan trọng là Mỹ và các đồng minh phải làm rõ rằng sẽ có những hậu quả nếu Bắc Kinh đàn áp Đài Loan để chính quyền Trung Quốc không có những bước đi sai lầm. Theo ông Campbell, điều này bao gồm việc thực hiện các bước thích hợp với Nhật Bản để gửi một thông điệp rất rõ ràng cho cả Đài Loan, nhưng quan trọng là với Bắc Kinh, về quyết tâm của Mỹ trong việc tăng cường khả năng răn đe và làm rõ mong muốn để bảo đảm rằng Đài Loan có thể sống trong hòa bình. Nói rộng hơn về quan hệ Trung-Mỹ, ông Campbell cho biết hai nước đang bước vào một thời kỳ mới với nhiều biến số đang chờ xác định và hy vọng của Washington trong thời gian tới là thiết lập một khuôn khổ cạnh tranh tương đối ổn định và có thể dự đoán được. Thưa quý vị, tàu khu trục tên lửa Tân Châu của Trung Quốc gần đây đã được phát hiện ở vùng biển ngoài khơi Cơ Long, phía đông bắc Đài Loan. Có thông tin cho rằng con tàu này đã có sự quấy nhiễu điện tử đối với Đài Loan. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính cho biết, kẻ thù gần đây đã tỏ ra rất gay gắt, khiến tình hình giám sát quân sự và trinh sát khu vực rất căng thẳng. Đài Loan sẽ gửi máy bay và tàu để thực hiện công việc tự vệ, giám sát và trinh sát, đồng thời để chống lại sự trinh sát chiến tranh điện tử của quân đội Trung Quốc, bám sát chuyển động của các tàu chiến Trung Quốc. Ngoài ra, trước việc Bắc Kinh phát triển máy bay ném bom tàng hình như Phi Long 2, các chuyên gia đã chỉ ra rằng công nghệ radar của Đài Loan vẫn có cơ hội để phát hiện ra. Cục Giám sát và Tham mưu Tổng hợp của Nhật Bản đã xác nhận rằng tàu khu trục tên lửa Tân Châu của Trung Quốc đã xuất hiện gần Miyakojima vào khoảng 1 giờ sáng ngày 30 tháng 4. Vào khoảng 1 tháng 5, con tàu xuất hiện ở vùng biển giữa Đài Loan và đảo Yonaguni, là vùng biển ngoài khơi phía đông bắc Đài Loan, sau đó đi vào biển Hoa Đông. Đài Loan và Nhật Bản đã điều động tàu chiến đến giám sát đồng thời. Đây cũng là tình huống hiếm có. Đài Loan và Nhật Bản đã điều động tàu chiến giám sát, đồng thời đây cũng là tình huống hiếm có khi quân đội hai nước này cùng song hành giám sát tàu chiến Trung Quốc. Apple Daily của Hồng Kông dẫn lời các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Đài Loan tiết lộ rằng tàu chiến Tân Châu của Đảng Cộng sản Trung Quốc có khả năng cảnh báo tầm xa và khả năng phòng không. Và cuộc tập trận Hán Quang 37 của Đài Loan gần đây đã trực tiếp thực hiện tập sượt đối phó với các cuộc tấn công tác chiến điện tử vào Đài Loan. Quân đội Trung Quốc cũng đã điều động máy bay Jun-9 để thu thập các tham số điện tử phòng thủ của Sở Chỉ huy Phòng thủ Hoa Đông của Đài Loan, căn cứ Hoa Liên thuộc lực lượng không quân và hầm chứa của căn cứ không quân ở Hậu Tử Đài Đông. Đây là một hành động khiêu khích quân sự khác đối với quân đội quốc gia Đài Loan. Các tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng cho rằng cuộc tập trận chung của Hải quân và Không quân Trung Quốc đã thực hiện một cuộc tấn công gọng kiềm, Đông Tây Nam Bắc vào Đài Loan, với mục đích là kiểm tra khả năng phòng thủ của toàn bộ đảo Đài Loan. Tương lai nếu quân đội đại lục cho loại hình diễn tập này trở thành hoạt động bình thường, đến lúc đó, tất cả các chiến khu của Đài Loan đều sẽ bị máy bay và tàu của Trung Quốc quấy nhiễu. Áp lực phòng vệ của Đài Loan chắc chắn sẽ ngày càng gia tăng. Kênh tin tức Tam Lập đưa tin, trước những hành động quân sự hung hăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhà lập pháp Vương Định Vũ của Đảng Dân Tiến DPP đã đặt câu hỏi về sức mạnh của quân đội quốc gia trong chiến tranh điện tử tại một cuộc chất vấn vào ngày 3 tháng 5 của lập pháp viện. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Thành đã trả lời, chúng ta có biện pháp đối phó, thực lực có thể phản công. Dù sức mạnh của quân đội Trung Quốc có phát triển thế nào, bên ta đều có thể kiểm soát chặt chẽ. Ông cũng tiết lộ rằng, chiến tranh điện tử của quân đội quốc gia thực sự có khả năng làm tê liệt một phần quân đội Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Khâu Quốc Chính cho biết, phạm vi giám sát và trinh sát của quân đội quốc gia Đài Loan là có khả năng ứng biến, và chắc chắn sẽ cử máy bay và tàu đến thực hiện công tác giám sát và trinh sát, chống lại các hoạt động trinh sát và tìm kiếm tác chiến điện tử của Đảng Cộng sản Trung Quốc và có thể theo dõi được hướng đi của các tàu chiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đáng chú ý là Trung Quốc đang phát triển máy bay ném bom tàng hình không người lái Phi Long 2. Cơ quan nghiên cứu và phát triển Đài Loan mới đây đã thông báo rằng họ cũng đang phát triển radar phát hiện máy bay ném bom tàng hình B-21. Với câu hỏi, nếu một ngày nào đó Đài Loan phải đối mặt với những máy bay tàng hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì quân đội Đài Loan nên chống lại nó như thế nào? Về vấn đề này, ông Trương Thành, kỹ sư trưởng của ba tên lửa Đài Loan, đã chỉ ra trong chương trình 94 VIP rằng khái niệm cơ bản hiện tại về phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình của Đài Loan là radar đà máy bay, tức là tách bộ phát và bộ thu của radar ra và sau đó sử dụng nhiều bộ thu để nhận một nguồn truyền. Bất kể máy bay hoặc tàu chiến có thể ẩn ở bao nhiêu góc, radar vẫn sẽ có thể có cơ hội để tìm thấy chúng. Ông Trương Thành cho biết ngay từ 20 năm trước, Học viện Khoa học của Đài Loan đã tiến hành nghiên cứu và phát triển của máy bay chiến đấu tàng hình. Xin hãy tin tưởng vào nghiên cứu và phát triển của Viện Khoa học, ông nói. Miễn là các máy bay chiến đấu tàng hình được phát hiện ra, thì hệ thống phòng không của Đài Loan sẽ có thể tạo ra sự khác biệt và chống lại các cuộc tấn công của đối phương một cách hiệu quả. Thưa quý vị, các nghị sĩ đối lập ở Cộng hòa Kiribati nói với Reuters rằng chính quyền Trung Quốc đang có kế hoạch nâng cấp một đường băng và một cây cầu ở một trong những hòn đảo xa xôi của Kiribati, cách Hawaii khoảng 3.000 km về phía Tây Nam, trong nỗ lực hồi sinh địa điểm, từng là nơi cất cánh của các chiến đấu cơ trong Thế chiến thứ hai. Kế hoạch trên hiện chưa được công khai. Thông tin sơ bộ chỉ cho thấy nó liên quan đến việc xây dựng ở một hòn đảo nhỏ Canton, một rạn san hô vùng chiến lược nằm ở châu Á và châu Mỹ. Nghị sĩ đối lập của Cộng hòa Kiribati, Tessie Lambour, nhận định với Reuters rằng bà lo ngại về dự án này và muốn biết liệu đây có phải là một phần trong sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc hay không. Bà nói, chính phủ chưa chia sẻ về chi phí và các thông tin chi tiết khác, ngoại trừ một nghiên cứu về tính khả thi của việc phục hồi một đường băng và một cây cầu. Đảng đối lập sẽ khai thác thêm các thông tin từ chính phủ vào thời điểm thích hợp. Mặc dù là một quốc gia nhỏ bé với khoảng 120.000 dân, nhưng Cộng hòa Kiribati lại kiểm soát một trong những vùng đặc quyền kinh tế lớn nhất thế giới, bao phủ hơn 3,5 triệu km2 ở Thái Bình Dương. Bất kỳ động thái tăng cường lực lượng nào ở Canton nằm ở đảo Hawaii và căn cứ quân sự của Mỹ 3.000 km về phía Tây Nam đều sẽ giúp Trung Quốc thúc đẩy ảnh hưởng ở nơi từng hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh trong Thế chiến thứ hai này. Một cố vấn các chính phủ ở Thái Bình Dương nhận định rằng hòn đảo này sẽ trở thành một tàu sân bay cố định. Canton từng được Mỹ sử dụng cho các chiến dịch theo dõi tên lửa và không gian. Đường băng dài 2 km có thể cung cấp đủ điều kiện để các máy bay ném bom tầm xa hoạt động trong suốt thời kỳ chiến tranh. Trong những năm gần đây, Cộng hòa Kiribati là trung tâm của cuộc tranh cãi giữa Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh ở Thái Bình Dương. Vào cuối năm 2019, Cộng hòa Kiribati đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để chuyển sang Trung Quốc. Viện Chính sách Chiến lược Úc ASPI trong một báo cáo năm ngoái cho biết, các cơ sở của Trung Quốc ở Kiribati sẽ là nơi đóng quân dọc các tuyến hàng hải quan trọng giữa Bắc Mỹ, Australia và New Zealand. Ngoài ý nghĩa về mặt chiến lược, vùng biển quanh Canton còn có rất nhiều cá. Mặc dù vậy, việc đánh bắt cá thương mại bị cấm bởi hòn đảo này là một khu vực được bảo vệ. Thưa quý vị, do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tình trạng thiếu chip toàn cầu càng làm nổi bật vị trí chiến lược quan trọng của Đài Loan trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Tuy nhiên, các chuyên gia Mỹ cảnh báo vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 5 rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thèm muốn ngành công nghiệp chất bán dẫn của Đài Loan và có thể vì thế mà sử dụng vũ lực để giành TSMC trong tương lai. Về vấn đề này, nhà kinh tế tổng hợp Ngô Gia Long nói thẳng rằng kiểu suy nghĩ này là một loại côn đồ và lưu manh điển hình. Fox Finance đã có bài báo nhận định rằng Đài Loan là nhà sản xuất chip tiên tiến lớn nhất thế giới và nước láng giềng Trung Quốc do nhu cầu về chip tăng lên đã để mắt đến Đài Loan và hy vọng sẽ có được nhiều chip hơn. Điều này khiến ngoại giới lo ngại rằng một ngày nào đó Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực để chống lại Đài Loan. Cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, ông Davidson cũng đã đưa ra lời cảnh báo rằng Trung Quốc có thể xâm lược Đài Loan trong vòng 6 năm tới. Russo, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, CNAS, một tổ chức tư vấn của Washington cũng chỉ ra rằng hiện tại khoảng 70% chip trên thế giới được sản xuất tại Đài Loan và Hàn Quốc. Bằng cách kiểm soát ngành công nghiệp chất bán dẫn của Đài Loan, Trung Quốc sẽ có được khả năng sản xuất tiên tiến nhất và do đó kiểm soát thị trường chip toàn cầu. Theo ông Russo, điều này có giá trị hơn về việc kiểm soát dầu của thế giới. Ông cho rằng chất bán dẫn là điểm khởi đầu của sự cạnh tranh công nghệ toàn cầu và tồn tại trong mọi thứ cần thiết cho hoạt động của xã hội hiện đại. Do đó, Trung Quốc có thể sẽ sử dụng sức mạnh quân sự để chiếm đoạt nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới của Đài Loan, TSMC trong tương lai. Theo tờ báo Hoa Kỳ, Đài Loan có thể là một trong những xung đột lớn nhất mà chính quyền ông Biden phải đối mặt. Và vì mục tiêu bảo vệ ngành công nghiệp chất bán dẫn quan trọng, một khi Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng vũ lực, Hoa Kỳ sẽ phải bảo vệ Đài Loan. Về vấn đề này, nhà kinh tế tổng hợp Ngô Gia Long của Đài Loan đã tuyên bố trên Facebook vào ngày 3 tháng 5 rằng ý tưởng rằng cuộc tấn công của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Đài Loan là để chiếm đoạt TSMC là điển hình cho suy nghĩ của côn đồ và vô lại, bởi vì nếu đánh Đài Loan sẽ không thể có một TSMC hiệu quả như trước đây được. Ông Ngô cho rằng đạo lý rất đơn giản, nhưng những kẻ vô lại và gian xảo sẽ không hiểu được nó. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc thắng và có được TSMC, thì liệu TSMC lúc đó sẽ có thể mua thiết bị, nguyên vật liệu và cũng không còn được phép sử dụng công nghệ của Hoa Kỳ nữa. Ông Ngô nói, ngoài ra, tôi còn nghe một tuyên bố thú vị hơn rằng những người thực sự phản đối việc ông Tập Cận Bình sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan thực sự là quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nói một cách đơn giản, tôi nghe nói rằng quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh giá rằng họ không có cơ hội chiến thắng trước Đài Loan và tổn thất quá cao, cho nên đã khuyên can ông Tập Cận Bình. Truyền thông nước ngoài đã ca ngợi ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan như một lá chắn, đáng được các nước phương Tây bảo vệ và can thiệp. Ông Ngô tin rằng đây chỉ là những tuyên bố hời hợt, nếu không có việc Mỹ áp chế Đài Loan, việc nghiên cứu và phát triển ngành công nghiệp quân sự của Đài Loan đã phát triển từ lâu. Có thể chế tạo vũ khí để chính Đài Loan có thể ngăn chặn quân đội Trung Quốc xâm lược. Ông Ngô phân tích, Mỹ cũng không muốn Đài Loan tự sản xuất và phát triển được vũ khí hàng loạt, kể cả tên lửa, vì nếu Đài Loan tự sản xuất hàng loạt, nước này có thể cải thiện độ chính xác trong tương lai. thông qua việc bắn thử liên tục và chỉnh sửa dữ liệu. Vì vậy, Mỹ phải gia tăng việc trông giữ nghiêm ngặt hòn đảo. Ông Ngô thẳng thắn cho biết, thực tế Đài Loan có thể, nếu bạn kìm nén nó quá lâu, cuối cùng nó sẽ bùng nổ. Cách đây vài ngày, Chủ tịch TSMC Lưu Đức Âm cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình CBS rằng ngành chất bán dẫn của Đài Loan được gọi là lá chắn silicon, có nghĩa là cả thế giới đều cần sự hỗ trợ công nghệ cao của Đài Loan, nên không ai hy vọng chiến tranh sẽ xảy ra. Ông cũng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Kính thưa quý khán thính giả, một tin biển Hoa Đông của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.